Cổ động viên Thái Lan đã nói gì khi chứng kiến bàn thắng đẳng cấp của Văn Thanh tại trận chung kết với Việt Nam? Các bạn thân mến, sau khi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa hai đều, ngay sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bài viết nói về trận đấu kịch tính này. Đa số cổ động viên Đông Nam Á đều khen ngợi cho cả hai đội vì đã công hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận cầu vô cùng hấp dẫn và đặc sắc. Đặc biệt, bàn thắng đẳng cấp của Văn Thanh đã được nhắc đến rất nhiều trên khắp diễn đàn, đa số dân mạng đều khen cú sút của Văn Thanh rất đẹp mắt và chất lượng. Liệu sau bàn thắng của Văn Thanh thì đã có anh em nào nhận được free data, phí gọi của Viettel chưa? Ad thấy mọi người đang đồn ầm lên rằng nếu trong trận này Việt Nam mà hòa thì Viettel sẽ miễn phí data cho anh em đó. Thông tin này đã được trang chính phủ chụp toàn màn hình và ghim lại nên mình nghĩ chắc đó là thông tin thật. Vậy ai đã nhận được data dùng miễn phí thì comment ở phía dưới nhé. Ngoài lề thế thôi, tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cổ động viên Thái Lan và Đông Nam Á đã nói gì về bàn thắng của Văn Thanh. Cảm xúc của tôi đang lên thì hạ xuống, thật đấy. Cả hai đội đều xứng đáng được gọi là đội xuất sắc nhất ASEAN, gửi lời chúc từ Indonesia. Thái Lan sẽ là nhà vô địch, nhưng bàn thắng này tuyệt vời, tiến lên Thái Lan. Ôi Văn Thanh choáng quá, một trong những trận hay nhất của IPEC Cup, Việt Nam đã trở lại. Bàn thắng tuyệt vời cho họ. Một trận đấu rất hay, rất nhiều cảm xúc kết quả xứng đáng cho cả hai đội, tình yêu từ Malaysia, chúc mừng nha. Một trận cầu hấp dẫn, cả hai đội đều chơi quá hay, thật lòng hai đội đều xứng đáng giành chiến thắng. Bàn thắng này thật ngoạn mục, tôi hy vọng chúng ta có thể giành chiến thắng khi trở lại Thái Lan. Thật là một lời tạm biệt tuyệt vời, với huấn luyện viên Park tại nhà của chúng ta, toàn bộ trận đấu này thật tuyệt vời. Cuối cùng thì tôi đã thấy có một bình luận văn minh, cảm ơn lòng tốt của các bạn, hãy hy vọng đây sẽ là trận đấu hay nhất của ASEAN ở đất nước của các bạn. Indonesia đang khóc thì xem trận đấu này, rất phấn khích khi họ đã tấn công lẫn nhau, thậm chí không bị tấn công liên tục như trận đấu gặp Indonesia chán chết đi được. Nếu Sa Sa Lắc vẫn đứng tại chỗ thì Việt Nam sẽ không bao giờ ghi bàn. Đội tuyển quốc gia Thái Lan 22 Việt Nam, trận đấu thứ hai gặp tại Thái Lan, Thái Lan sút không dưới ba quả. Việt Nam đừng tưởng mình giỏi, chơi ở nhà cũng không ăn được Thái Lan, đừng hy vọng vào trạng thứ hai. Thái Lan giỏi và xứng đáng vô địch, Việt Nam gặp Thái Lan toàn sai lầm như bị bỏ bùa, không ai quan tâm trận đấu này trận đấu đối thủ thực sự ở asean là trận đấu giữa indonesia và malaysia đó là bình luận của cổ động viên thái lan và đông nam á về bàn thắng đẹp mắt của văn thanh trên mạng xã hội facebook tiếp theo chúng ta cùng nhau sang youtube để xem cổ động viên bên này bình luận như thế nào nhé bàn thắng đẹp mắt sẽ còn hấp dẫn hơn ở lượt hai quả là một cú sút xa chính xác đây là những pha bóng rất chất lượng đội tuyển thái lan đã không ăn miếng trả miếng ở cuối trận lẽ ra họ đã thắng việt nam rồi chứ bạn thắng đẹp, tôn trọng từ Thái Lan. Hẹn gặp lại bạn ở Thái Lan. Quả bóng bay nhanh hơn tốc độ Internet của tôi. Pha bóng này không tồi, hậu vệ đối phương không khỏi căng thẳng. Anh ấy đã cứu khuôn mặt của Park. Tôi tin rằng các hậu vệ Thái Lan đã chặn tầm nhìn của thủ môn, khiến thủ môn không thể nhìn thấy bóng. Khi nhìn được thì quả bóng đã quá gần không thành, dù sao cú sút của Văn Thanh hoàn hảo. Trận này, Thái Lan đã tốt. Cả hai tình huống bắt bẫy Việt vị hàng thủ Việt Nam đã bị lỗi và dẫn tới hai bàn thua, một bài học đắt giá. Đúng rồi, thai trận này cũng tận dụng tốt, không như mấy trận trước. Ồ, bạn không cần phải khóc. Sao lại phải khóc, tỷ số đang hòa cơ mà, đây cũng là điểm để Việt Nam nhìn ra điểm yếu để khắc phục có gì không tốt ở đây. Phía trên là những bình luận của cổ động viên Thái Lan và Đông Nam Á nói về bàn thắng của Văn Thanh. Tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem dân mạng quốc tế đã nói gì khi xem trận chung kết AFF 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nhé trò chơi rực rỡ, rõ ràng hai đội này là những đội hàng đầu ở Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam và Thái Lan. Chúc may mắn cho cả Việt Nam và Thái Lan ở trận chung kết về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á từ Ấn Độ. Chà, đây đúng là một trận đấu hay nhất Đông Nam Á. Có thể thấy tâm lý thi đấu tốt của hai đội, đặc biệt là Thái Lan đã cho thấy mình là ông vua của Đông Nam Á. Họ đã không ngại đối đầu với Việt Nam ở sân khách, còn Việt Nam cũng đã quyết tâm không chịu nhục trong chính ngôi nhà của mình ở trận lượt về sẽ rất thú vị và sẽ là một thử thách khó khăn cho Việt Nam khi phải thi đấu trên sân Thái Lan. Trận đấu rất hay, cả Việt Nam và Thái Lan, cả Việt Nam và Thái Lan đều xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay. Xin chúc mừng Việt Nam và Thái Lan, các bạn đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Trận đấu tuyệt vời, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội và những đường truyền kiểm soát bóng đẹp mắt, chẳng trách Indonesia gần đây không thể thắng họ. Thật là một trận đấu tuyệt vời với bốn mục tiêu chất lượng. Tôn trọng Thái Lan, họ đã đưa ra một chiến thuật tuyệt vời. Việt Nam sẽ phải có sự điều chỉnh ở trận lượt về. Tôi đang hy vọng Việt Nam có thể viết lên câu chuyện cổ tích cho ông Park Hang-seo, nhưng đây sẽ là một trận đấu khó khăn trên đất Thái Lan. Ở trận đấu này, Thái Lan vẫn chơi tốt. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 3, Bun Ma-than. Anh ấy có đẳng cấp châu Á, còn hàng thủ Việt Nam hôm nay chơi quá tệ và chủ quan. Hy vọng trận sau sẽ cải thiện. Dù sao vẫn là một trận đấu hay, hẹn gặp Thái Lan trong trận chung kết 2, tôn trọng. Kịch bản lượt về, đối với Thái Lan sẽ giành cúp, tỷ số có thể là hòa, dưới 3 bàn hoặc thắng. Đối với Việt Nam, để vô địch họ phải thắng hoặc hòa tối thiểu 3 bàn. Họ cũng nên tránh để thống lưới bất kỳ bàn nào, bởi cứ mỗi một bàn thắng của Thái Lan, Việt Nam sẽ phải ghi gấp đôi, trừ khi tỷ số chung cuộc kết thúc với tỷ số hòa từ 3 bàn trở lên. Khi đó Việt Nam sẽ thắng nhờ luật bàn thắng trên sân khách Thái Lan. Đây là một trận đấu tuyệt vời, với những bàn thắng đẹp mắt, cường độ cao, thực sự thú vị khi xem. Trận chung kết AFF hay nhất từ trước tới nay, Tôi không thể đợi trận thứ hai. Thái Lan chắc chắn đã chơi tốt hơn ở trận đấu này về tinh thần, nhưng trận lượt về sẽ là một thế trận khác. Việt Nam có kinh nghiệm để thay đổi lối chơi, Thái Lan có lợi thế sân nhà. Chúc may mắn cho cả hai đội. Trận đấu này là một phim kinh dị, tôi rất muốn xem ai sẽ thắng. Trận đấu tuyệt vời giữa hai đội. Chỉ cần nghĩ đến việc hợp nhất họ thành một đội, tôi cá là họ sẽ có cơ hội đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là Saudi. Tôn trọng cả Việt Nam và Thái Lan từ Hàn Quốc. Khi Tiến linh ghi bàn đầu tiên, tôi đã nghĩ Việt Nam sẽ dễ dàng chiến thắng vì nắm lợi thế tâm lý trước Thái Lan. Nhưng Thái Lan đã có thể vượt qua bất lợi đó bằng cách ghi hai bàn thắng. Điều này đã cho thấy sức mạnh của Thái Lan. Nhưng Việt Nam cũng đã gỡ hòa bàn thắng ở phút thứ 88. Vì vậy, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết to lớn từ cả hai quốc gia. Tôi hy vọng hai đội có thể thể hiện một trận đấu tốt ở trận lượt về như thế này một lần nữa. Xem cũng hay, không vi phạm nhiều, không như trận Indo với Thái Lan, cao su ở hai cấp độ khác nhau. Một trận đấu phi thường, thật không may, trận chung kết sẽ diễn ra hai lần, vì vậy nó không hấp dẫn. Nếu chỉ có một trận, đây sẽ là trận chung kết ngoạn mục. Tôi là người Việt Nam, trận này tôi cảm thấy Việt Nam đã hơi ẩu vì họ mắc khá nhiều sai lầm. Trong khi đó, Thái họ kiểm soát bóng và truyền bóng rất tốt, không một động tác thừa. Điều đó cho thấy huấn luyện viên của họ ở một đẳng cấp châu Âu. Nếu các cầu thủ Việt Nam có tinh thần hơn một chút thì tốt, hình ảnh thật bắt mắt. Đáng lẽ Thái Lan phải thắng ở phút cuối trận, nhưng họ đã bỏ lỡ một cách khó tin. Nhưng Việt Nam cần thức tỉnh, lượt về Thái Lan chỉ cần một trận hòa để thắng, sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Đây là một trận đấu thú vị cho cả hai đội Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu tiếp theo sẽ được chơi trên sân nhà của Thái Lan. Tôi nghĩ Thái Lan sẽ ăn mừng chức vô địch trên sân nhà và Thái Lan sẽ giành chức vô địch lần thứ bảy. Indonesia khóc khi xem trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Bóng đá của họ đã bỏ lại Indonesia tận 100 năm. Không biết bao giờ Indonesia mới có thể truyền bóng chính xác như vậy. Nhìn cách họ truyền bóng mà xem, Indonesia chỉ biết dựa vào kỹ năng cá nhân. Đến khi họ gặp đối thủ to khỏe thì sẽ không dây bóng được nữa. Mặc dù đá bóng là một trò chơi đồng đội. Chẳng trách đội tuyển nước ta bất lực. Quả thật hai đội này là vua của Đông Nam Á. Truyền chính xác, lên bóng không có đầu óc quá nhiều, đầu pháp bình tĩnh, đúng là tinh thần chiến thắng. Phía trên là những bình luận của cư dân mạng thế giới khi xem được trận chung kết AIFF Cup 2022 quả thật đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn đưa người hâm mộ đi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nếu giải này chỉ là một trận chung kết thôi thì đây sẽ là một trận đấu xuất sắc còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo